Trong bảng đấu với Saudi Arabia và Iran, U23 Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn trong việc đi tiếp. Dẫu vậy, VFF và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định gửi đội U23 với nhân sự là các cầu thủ U20 để tham dự ASEAN 19 nhằm tạo cơ hội trải nghiệm cho các tài năng trẻ. Đội U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị bằng giải đấu tại Thái Lan vào tháng 8. Với danh sách triệu tập đợt 1 có 11 cầu thủ từ đội U20 tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong danh sách xuất hiện những tên tuổi như thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Bên cạnh đó, các cầu thủ từ đội hình U17 Việt Nam tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 như thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ cũng được triệu tập. V-League đang trong giai đoạn căng thẳng nên một số cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú không có tên trong danh sách này. U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 28 tháng 7. Tuy nhiên, đội chưa thể hội quân đầy đủ do nhiều cầu thủ đang vướng lịch thi đấu ở các giải chuyên nghiệp cũng như hạng nhì quốc gia. Trước giải đấu chính thức, U23 Việt Nam sẽ có trận tổng duyệt với U23 Bahrain vào ngày 15 tháng 8. Tại giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Philippines và Lào. Bảng A có 4 đội, Thái Lan, Campuchia, Brunei, Myanmar, và bảng B có 3 đội, Timor-Leste, Malaysia, Indonesia. Trong môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ gặp Nhật Bản, Nepal và Sri Lanka.